thực hiện kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định khai thác IUU đến năm 2025. Từ tháng 1 năm 2018 đến hết quý 1 năm 2020, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã xử lý vi phạm hành chính 114 trong tổng số 187 tàu cá của ngư dân vi phạm. Lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang đã xử phạt tổng số tiền phạt hơn 7,6 tỷ đồng, tước giấy phép khai thác thủy sản của 55 tàu cá, 16 chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá có thời hạn và số tàu cá vi phạm còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đúng quy định. Chỉ tính trong quý 1 năm 2020 có 14 tàu cá vi phạm việc điều tra xác minh tổ chức cá nhân đưa tàu cá ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài gặp nhiều khó khăn có chủ tàu còn tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình tàu cá gửi thiết bị hoặc thuê tàu cá khác hoạt động trên vùng biển việt nam bên cạnh đó thì mức xử phạt còn chưa đủ sức gian đe nên tình hình vi phạm vẫn tồn tại